Khánh Toàn xin kính chào toàn thể quý cô bác, quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Diễn giả Khánh Toàn Special. Kính thưa quý vị khán thính giả, và lời đầu tiên cho Khánh Toàn được gửi đến tất cả các cô bác, các anh chị và các bạn một lời chào thật nhiều ý nghĩa và những lời chúc tốt lành. Xin được kính chúc toàn thể quý vị đón một năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn, được thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Kính thưa quý vị khán thính giả, và kể từ video ngày hôm nay, Khánh Toàn xin chia sẻ những bài văn khấn để chúng ta áp dụng, vận dụng cho việc cúng khấn của những ngày Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn 2024. Và với video này, Khánh Toàn xin chia sẻ mẫu số 1, một trong 3 mẫu để chúng ta áp dụng cho việc cúng khấn Tết Ông Công, Ông Táo ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão 2024. Quý vị lưu ý, ngày 23 tháng Chạp nhưng là năm Quý Mão, còn dương lịch thì đã sang năm mới 2024. Cái việc cúng khấn cho Tết Ông Công, Ông Táo thì Khánh Toàn sẽ chia sẻ 3 bài văn khấn. Và ngày hôm nay là bài văn khấn mà đã được các chuyên gia về phong thủy khuyến cáo chúng ta nên vận dụng và nên áp dụng, nên cúng trong ngày Tết Ông Công, Ông Táo 23 tháng Chạp. Bài văn khấn số 2 đó là bài văn khấn truyền thống, và bài văn khấn số 3 là một bài văn khấn nôm. Và ngay bây giờ chúng ta bắt đầu tuần tự từng bài văn khấn một. Quý vị chờ Khánh Toàn một chút xíu. Thưa quý vị, và trên tay Khánh Toàn đang cầm đó là cái cuốn sách số 2 do nhà xuất bản Hà Nội phát hành và in ấn, tác giả mang tên Diễn giả Khánh Toàn. Đây là cuốn sách có tựa đề là Lễ tang này, những mẫu phát biểu, điếu văn cảm ơn đáp từ, và đặc biệt có 90 bài văn khấn. Và bài văn khấn ngày hôm nay là một trong nhiều bài văn khấn mà Khánh Toàn trích ra từ cuốn sách này. Cô bác nào mình không có điều kiện, mình bỏ một số vốn, số tiền ra mình mua, thì quý vị cứ yêu thương kênh YouTube của Khánh Toàn, quý vị bỏ sách, bỏ vở, bỏ cây viết, cây bút ra, rồi quý vị sẽ chép lại để quý vị áp dụng. Còn quý vị nào mà yêu thương Khánh Toàn, rồi chúng ta mua để dành, sau này có việc mình dùng, thì quý vị có thể liên hệ qua số Zalo của Khánh Toàn 0905666831 để chúng ta tham khảo và đăng ký mua sách. Khánh Toàn sẽ ship, sẽ gửi về tận nhà cho quý vị, miễn phí ship trên toàn quốc. Không tào lao mía lao nữa, ngay bây giờ trở lại với video ngày hôm nay, nội dung chính đó là bài văn khấn số 1 của việc cúng khấn Tết Ông Công, Ông Táo 23 tháng Chạp. Xin mời quý vị cùng tham khảo. Quý vị mà thấy Khánh Toàn đọc mẫu và đọc chậm mà vẫn còn hơi nhanh hoặc là quá chậm thì quý vị sẽ để lại ở dưới phần bình luận. Bài văn khấn cúng táo công ngày 23 tháng Chạp. Diễn giả Khánh Toàn hân hạnh giới thiệu một trong 3 bài văn khấn áp dụng cho việc cúng khấn ngày Tết Ông Công, Ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Xin mời quý vị khán thính giả chúng ta cùng tham khảo và vận dụng. Khánh Toàn xin chia sẻ và đọc mẫu trước. Bài văn khấn Ông Công, Ông Táo, mẫu số 1. Đây là mẫu văn khấn mà đã được các chuyên gia phong thủy khuyến cáo và tư vấn gợi ý chúng ta nên sử dụng. Trước khi vào bài văn khấn, chúng ta sẽ kính lễ 9 lần, tức là quý vị có thể là vái nhẹ 9 lần. Lời văn khấn: kính lạy Thượng Đế, kính lạy Ngũ Đế, kính lạy Đông Phương Thanh Đế, Nam Phương Xích Đế, kính lạy Tây Phương Bạch Đế, Hắc Phương Hắc Đế, kính lạy Trung ương Hoàng Đế, kính lạy Thượng Đàm Thần Tướng
Thiên thiên tướng, kính lạy Trung Đàm thần tướng, thiên thiên binh. Kính lạy Hạ Đàm thần tướng, thiên thiên mã. Kính lạy Sơn thần, Long thần, Thổ địa, Thổ công Táo quân, Thổ kỳ Lai sàng, cùng chứng giám. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm chấm chấm chấm, là ngày thần Táo quân về trời tấu sớ. Tín chủ con là chấm chấm chấm, sinh ngày chấm chấm, tháng năm chấm chấm, nguyên quán chấm chấm, địa chỉ thường trú chấm chấm chấm. Với tấm lòng thành kính, con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu, kính mời. Kính mời Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị thần tướng, thiên binh, thiên mã, cùng các chư vị thần tiên trên trời, dưới đất, cùng chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ công Táo quân về trời tấu sớ. Kính lạy Thổ thần, Thổ địa, Thổ công Táo quân, Thổ kỳ Lai sàng, cùng chứng giám. Trong năm qua, năm Quý Mão 2023, nhờ ơn phúc của các ngài, chúng con được mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi điều may mắn. Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính để tiễn ngài Thổ công Táo quân về trời, tấu xin Thượng Đế, Ngũ Đế cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì. Phù hộ độ trì cho đất nước, cho quê hương giàu đẹp thái bình, cho gia tộc và gia đình con được mạnh khỏe, hạnh phúc, được an khang và thịnh vượng. Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế cùng các vị thần tiên, cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con. Lòng thành cùng tấu sớ, kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị thần tiên cùng chư ngài, kính chúc thiên thiên tuế. Con xin đa tạ, con xin đa tạ, con xin đa tạ. Sau khi cúng xong thì chúng ta lại kính lễ 9 lần. Rồi chúng ta lùi 9 bước trước khi ra ngoài cửa. Khánh Toàn kính chúc toàn thể quý vị khán thính giả sẽ đón một năm mới, năm 2024, an khang và thịnh vượng. Kính thưa toàn thể quý vị, và sau khi Khánh Toàn đã chia sẻ đọc mẫu bài văn khấn thì ngay bây giờ cũng xin được mạnh dạn và chia sẻ với quý vị để chúng ta cùng tham khảo một bộ sách tổ chức sự kiện gồm 3 cuốn của tác giả, diễn giả Khánh Toàn. Sách do nhà xuất bản Hà Nội phát hành và in ấn. In rất đẹp, chữ to, rõ ràng, và bìa cũng như trong trang sách, trong giấy là vô cùng đẹp. Cuốn sách số 1 của bộ sách tổ chức sự kiện đó là cuốn sách màu đỏ mang tựa đề Cưới hỏi, lễ mừng thọ và hàng chục các mẫu phát biểu của các vị đại diện dòng tộc đảng trai, đảng gái, tức là nhà trai, nhà gái, cũng như những lời phát biểu cảm ơn, những lời mời cơm của gia chủ đối với các vị quan khách trong tiệc cưới hỏi. Trong cuốn sách này có đầy đủ các kiến thức về các bước, các nghi lễ trong tổ chức việc cưới hỏi, từ dạm ngõ, thăm nhà, cho đến đám hỏi, cho đến dẫn cưới, đính hôn, rồi xin dâu nhà gái, tân hôn nhà trai, rồi các tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng, khách sạn, cũng như tất cả các kiến thức về lễ cưới,
như đi hơn về kém thế nào, các bước nghi thức tổ chức đám hỏi ra sao, đám đính hôn ra sao, lễ vu quy, lễ tân hôn như thế nào, đó, và kiêng cữ như thế nào trong ngày cưới, có tất cả trong cuốn sách số 1. Và cuốn sách số 2 dày tới 430 trang. Cuốn số 1 thì dày 230 trang. Cuốn số 2 mang tựa đề lễ tang, phát biểu, điếu văn, cảm ơn văn tế và cúng khấn, dày 430 trang. Và cuốn sách này cũng do nhà xuất bản Hà Nội phát hành, có toàn bộ các kiến thức để chúng ta tổ chức một lễ tang tại tư gia theo thọ mai gia lễ và tổ chức lễ tang tại tư gia theo quy định của đời sống mới. Và trong đó thì có rất nhiều các mẫu về điếu văn, đáp từ, cảm ơn, thăm viếng, văn tế, và đặc biệt có 90 bài văn khấn mua một lần và chúng ta xài muôn đời, sử dụng muôn đời. Cuốn sách số 3, đây là một cuốn sách rất quý và rất đặc biệt. Cuốn sách mang tựa đề Đào tạo MC học thuật, hoặc được hiểu là Đào tạo người dẫn chương trình tổ chức các sự kiện, đoàn đội hội khánh thành sinh nhật thượng thọ, tổ chức trò chơi, dẫn chương trình văn nghệ, lễ tân gia, rồi đặc biệt là có hàng chục các mẫu tổ chức lễ cưới. Cuốn số 3 hợp hơn và hợp nhất đối với các bạn trẻ đặc biệt yêu nghề dẫn chương trình. Mình mua cuốn sách này, mình về mình học, mình cho bản thân mình một cái nghề để chúng ta đi tổ chức sự kiện, chúng ta kiếm thêm thu nhập cho bản thân và chúng ta luyện thêm cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ăn nói. Quý vị liên hệ đăng ký mua sách thông qua số Zalo của Khánh Toàn đã được chạy trên màn hình. Đó là 0905 666 831. 0905 666 831. Kính thưa toàn thể quý vị, và trên đây Khánh Toàn đã chia sẻ mẫu 1 bài văn khấn để chúng ta áp dụng việc cúng khấn cho ngày 23 tháng Chạp, ông Công, ông Táo. Xin cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương và đồng hành cổ vũ cho kênh. Và quý vị có yêu cầu Khánh Toàn đọc chậm thì trong video sau Khánh Toàn sẽ đọc chậm để các ông, các bà, các cô bác, chú thím gì chúng ta có thể chép lại để chúng ta vận dụng, áp dụng cho việc cúng khấn trong ngày Tết ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.